nhằm nâng cao sức khỏe, chất lượng sống cho người cao tuổi và thích ứng tình hình già hóa dân số, Ủy ban nhân dân quận tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi năm 2024 trên địa bàn toàn quận. Việc khám sức khỏe diễn ra từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2024 tại trạm y tế các phường. Trước đó, trạm y tế, cán bộ dân số, cộng tác viên dân số các phường đã giả soát, lập danh sách người cao tuổi, phân loại, sàng lọc các nhóm đối tượng, nhóm từ 60 đến 69 tuổi, nhóm từ 70 đến 79 tuổi. Nhóm từ 80 tuổi trở lên để có lộ trình khám cho phù hợp, Trung tâm y tế quận đã thành lập đoàn khám sức khỏe, bố trí nhân lực để khám sức khỏe, khám sàng lọc các bệnh thường gặp cho người cao tuổi. Trong quá trình khám, người cao tuổi được khám 6 chuyên khoa lâm sàng đối với nam và 7 chuyên khoa lâm sàng đối với nữ. Sau khi khám sức khỏe định kỳ, người cao tuổi được lập một sổ khám sức khỏe định kỳ, trạm y tế các phường cũng sẽ lập hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. Thống kê trên địa bàn quận, hiện có 9870 người cao tuổi được lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ. 2.000 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và 10.175 người cao tuổi chưa khám sức khỏe. Việc khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện kịp thời một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, từ đó có phương pháp điều trị phù hợp. Với mục tiêu quan tâm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi quận phấn đấu, ít nhất một lần trên năm, 10 trên 10 phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, 76% trở lên người cao tuổi toàn quận được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc phát hiện sớm các bệnh mạng tính, bệnh không lây nhiễm, người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe quản lý các bệnh mạng tính không lây nhiễm